Thưa quý vị, sáng 15 tháng 6, tòa nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên án vụ vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí tham ô xảy ra tại tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn Sacri sau thời gian giải nghi án. Theo đó, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Minh Trần Vĩnh Tuyến được giảm án xuống còn 5 năm tù. Cụ thể, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Tấn Hùng, cựu tổng giám đốc Sacri, chủ mưu trong vụ án 24 năm tù, án sơ thẩm tuyên phạt 25 năm tù về hai tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Cùng hai tội như ông Hùng, bị cáo Nguyễn Thị Thúy, kế toán trưởng Sacri, bị tuyên án sơ thẩm 20 năm tù vì đã được xử nhẹ dưới khung hình phạt. Về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, bị cáo Trần Vĩnh Tuyến, cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM, 5 năm tù án sơ thẩm 6 năm tù. Cùng tội này, Hội đồng xét xử cũng bác kháng cáo kêu oan của bị cáo Trần Trọng Tuấn, cựu giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và y án sơ thẩm 6 năm tù. Về tội tham ô, Nguyễn Thị Tuyết Mai, trưởng phòng nhân sự hành chính Sacri, y án 6 năm tù. Đoàn Quang Hồi, giám đốc công ty lữ hành Hòa Bình Quốc tế, giảm án còn 6 năm tù.